Thấy anh vi phạm. Tôi có nhân chứng ở đây nhìn thấy anh vi phạm. Ở đây không nhìn được. Ở đây là rất xa. Xa vẫn nhìn thấy. Xa này, tôi đi từ trong đấy là không khách quan. Ở đây là không khách quan. Có nhân chứng thôi, tôi có nhân chứng rồi. Vi phạm. Giờ không. Tôi có nhân chứng là được. Tôi xin nhân chứng thôi. Nhân chứng đấy, một chú thanh tra, một người dân nữa. Tôi nói với anh, anh đã nhìn được chú thanh tra, chú không nhìn được anh, mà anh đã nhìn được chú thanh tra, tôi kiểu xa, rách xa. Chú ý không nhìn được anh thì đồng nghĩa. Tôi nói với anh, mời anh lập biên bản đi. Em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên, thế khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuyên viên thì khi nào thẻ em chưa thẻ anh, em mới chuy
quay luôn. Đây ăn lâu rồi là những chứng luôn. Đồng chí này sử dụng điện thoại trong lúc đang làm việc. Tôi là người dân, tôi quay đây. Không, không, tôi quay đây rồi. Tôi quay đi rồi. Đừng có cãi. Anh làm việc không? Anh làm việc với em không? Anh chưa làm việc với em đúng không? Tôi sẽ gọi điện lên trực ban của Cục Cảnh sát Giao thông. Gọi đi. Tôi quay được đây rồi. Đây là làm việc đâu? Đây. Đâu chưa? Đây làm việc đâu? Tôi quay được đây rồi. Không cãi. Tôi không cãi. Không cãi. Quay làm cái gì? Điện thoại em nói với anh là em đi làm trong rồi, em đã đi qua đây rất nhiều lần. Của em đã chủ đi trước từ đến chia Nam Thăng Long, bọn em đã sổ nói sẵn tuần là nào em đi ở trong. Nhưng mà bọn em đã biết rồi, nhưng anh này anh, tin rằng khi anh mà nhìn được phân làn thì em cũng chịu. Bây giờ hình ảnh không có. Không phải nó cái gì nó đúng thì thôi. Anh là em biết, em nhìn thấy rồi. Em đã ngày nào em đi không bao giờ em đi sai, em khẳng định với anh luôn. Em khẳng định với anh là em không đi sai làn. Mà là em ấy là em đây xin nhan đăng kiểm đầy đủ. Anh nhìn thấy là nhầm hoàn toàn. Em nói với anh, em nói với anh là em khẳng định là em đi làm bên trong. Ông như tôi là ông đứng trên mắt anh nhìn được không? Anh và anh nhìn thấy từ đâu? Tôi đứng đây nhìn thấy ông đi cái xe trắng kia đấy. Em nói với anh ơi, em đi vào bên trong. Anh nói thế, không phải là sao mà cái cùn thế nhỉ? Tôi không sai, tôi không việc gì cãi, tôi nói với anh này, anh Sơn ạ. Có nhân chứng rồi, cứ làm sao tôi không sai, tôi không việc gì để cãi. Nếu mà lịch sự thì tôi sẵn sàng, tôi sẽ thương lượng xem xét nhắc nhở cho anh. Còn nếu mà cứ như thế thì không sai, mời anh lập biên bản. Thứ hai nữa, ở đây cũng không phải lỗi sai làn. Tôi nói anh Sơn này, anh cãi được. Đây cũng không phải lỗi sai làn, mời anh lập biên bản sai làn cho tôi. Sao mà anh cãi được? Tôi nói bao nhiêu nhân chứng biết anh nhìn. Thôi, nếu mà anh lập biên bản đi. Tôi mời anh lập biên bản luôn. Anh Sơn lập biên bản cho tôi, cái tôi ký tôi còn đi nào. Lập biên bản là phải có tiền. Tiền này không quan trọng, bây giờ phải thượng tôn pháp luật. Thượng tôn pháp luật đấy. Rồi, mời anh lập biên bản lỗi sai làn cho tôi. Tôi sẽ ký. Bởi vì ở đây không phải là lỗi sai làn. Tôi bảo đấy phải kẻ liền. Anh không đề lên phải kẻ liền ngay từ đầu nhá. Anh không phải vậy. Anh không phải vi phạm, tôi chưa nói với anh. Tôi đi cùng người. Tôi không nói với anh. Anh lại bảo tôi vi phạm thì anh lại không chào chúng tôi. Anh vừa bảo không. Tôi nói là anh này không vi phạm, tôi không làm việc với anh ý, tôi chỉ nói chuyện với anh thôi. Thôi mời anh lập biên bản. Tôi không chào điều lệnh với vi phạm. Mời anh lập biên bản được rồi. Anh ý công an làm là đúng chính xác. Đây không phải việc của anh. Mời anh lập biên bản luôn đi. Vừa vào cái anh bảo tôi sai làn, bây giờ anh lại lòe chúng tôi à? Vừa vào xong anh làm thế nào đây? Bây giờ anh vừa vào anh bảo tôi là sai vi phạm. Bây giờ các anh làm ăn bây giờ chúng tôi là nhân dân, bây giờ anh còn không chào chúng tôi. Tôi không chào người vi phạm. Tôi nói anh này. Tôi không chào người. Anh có thuộc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân không? Tôi thông tư mới rồi. Được thay đổi. Tôi nói này. Không phải cái đấy không trong luật, không quy định. Có thay đổi rồi. Chào đó là cái kiểu là của ngày thôi. Lịch sự thôi. Chào nhân dân. Tôi chào với bằng miệng thôi. Tôi thông tư mới, tôi là thông tư rồi, mới nhất nhá. Rồi. Anh là luật, tôi không bảo sao.
là công an nó xuống lịch sự. Anh lập biên bản thì tôi còn đi. Không có quy định nào bắt tôi chào đâu. Nhà anh nghe. Tôi không chào. Tôi không có thời gian nữa. Mời anh lập biên bản cho tôi. Kiểu mè dân à. Tôi không mè đâu. Vừa xuống thì lập báo lỗi tôi là sai làn. Cái vạch kẻ liền của anh không được phép đè lên. Anh cứ chuyển làn không được đè lên, nó vạch kẻ liền vạch 1.1 nhá. Còn khi anh đè lên là cái lỗi đấy phạt điểm A khoản 1 điều 7. Đúng rồi. Còn lỗi đấy nó chỉ là lỗi nhỏ thôi, anh đừng để làm căng thẳng lên. Đâu anh mời anh nó biên bản đi. Tôi bây giờ có trong tay là thứ nhất là cán bộ không chào nhân dân, thứ hai là trong quá trình tôi nói rồi, tôi không phải không chào nhân dân, anh nói cho rõ ràng tôi không chào người vi phạm. Thứ hai, tôi nói rõ ràng là anh tôi không chưa chứng minh được tôi vi phạm hay không. Chứng minh anh đây chưa chứng minh cho tôi được là anh ở đây anh phải chứng minh chưa thôi. Cái gì thực tế? Thứ hai là đồng chí Sơn trong lúc làm việc đồng chí Sơn sử dụng điện thoại với những người vi phạm giao thông. Tôi nói rồi, lúc ấy tôi chưa làm việc với anh nha. Tôi không biết. Tôi tất cả trong đây này. Anh vu khống đấy, anh đang vu khống đấy. Tất cả có bằng chứng. Anh đang vu khống đấy. Nếu như anh cảm thấy tôi vu khống thì anh có thể kiện. Anh có thể kiện. Đúng không? Chuẩn. Tất cả tôi ghi lại bằng hình ảnh bằng video đi rồi. Sử dụng điện thoại thì nó cái lỗi nào là công an không không. Có cái thông tư nào anh nghị định nào ở ngành nó cấm công an. Cái đấy anh không phải hỏi tôi nha. Cái đấy không ở trong tôi đâu rồi. Em chỉ nói để các anh chính anh đang sử dụng điện thoại đấy. Chúng tôi có quyền giám sát anh. Ừ. Tôi là nhân dân và giám sát. Tôi gọi điện thoại cho người thân của tôi. À đúng rồi. Thôi không phải cái cùn. Anh với cái cùn chính anh đang sử dụng đấy từ nãy giờ đây. Tôi là nhân dân. Tôi nói anh này. Ví dụ tôi không giám sát anh làm việc. Anh không giám sát đây việc của anh nhưng mà anh đang dùng điện thoại đúng không? Đúng không? Thế là dùng điện thoại chưa? Anh là cán bộ, anh cứ cởi cái áo này ra. Ấy. Anh muốn dùng gì thì dùng. Bởi vì nhá. Anh cởi áo lên dùng của anh. Này, điện thoại này là tôi nói anh là tôi tiếp anh xong rồi tôi có quyền gì đúng rồi, của tôi. Nhưng mà anh là cá nhân của tôi. Rồi. Nhưng mà anh đang làm việc với đồng không, chí. Anh này là người dân chứng kiến ở đây. Chứng kiến là vi phạm gì? Chứng kiến là vi phạm. Anh chứng minh là người vi phạm đi. Người ta bảo người dân. Tôi không phải chứng minh. Anh lại vu khống cả người dân. Này, anh vừa cầm bằng của đồng ông này này. Tâm bằng đâu? Đâu? Bằng đâu? Rồi rồi. Thôi được rồi. Rồi bằng đâu rồi? Mời ông lập biên bản cho tôi. Nên tôi nhanh, tôi còn đi không hết giờ. Bây giờ không biết luật chỗ nào hay là không thực hiện đây. Của anh đây nhá, không chấp hành hiệu lệnh cả chỉ dẫn của mình cả đường nhá. Điểm A khoản 1 điều 6 nhá, phạt từ 60.000 đến 70.000 nhá. Mời anh lập biên bản đi. Biên bản. Tôi nói này, anh bảo anh không chào nhân dân này, tôi nói từng cái áo, cái giày. Tôi không chào người vi phạm. Cái thông tư mới của chúng tôi là như vậy, thông tư mới của chúng tôi cán bộ anh dạy là phải trợn mắt lên như thế đúng không? Không bắt buộc chào người vi phạm, tôi không trợn mắt, tôi nói rất bình thường. Trợn mắt chỉ mặt đúng không? Đây là anh đang vu khống chúng tôi đấy. Tôi anh cảm thấy tôi vu khống, anh có thể kiện bởi vì tôi có hình ảnh. Anh thì hiện tại anh đang trợn mắt tôi đấy. Hiện tại anh đang trợn mắt đấy. Đây nha, anh có thể kiện mà. Tôi đi anh cũng có thể kiện mà. Đúng rồi, mời anh lập biên bản nhanh, tôi còn đi, mất thời gian. Bảo hiểm xe của anh đâu nhỉ? Anh hai. Anh 12 bảo hiểm xe của anh đâu? Thế bạn rồi anh ơi. Anh đứng ở đây. Làm gì? Tôi hỏi nghề nghiệp anh làm gì? Nông dân. Nông dân. Tôi hỏi tôi ghi vào trong quyết định. Không phải là việc của tôi.
Tưởng mình là nhà quê ra để bắt lạt. Nói ai mình lỗi xe lạt. Không ai nói sai lạt đâu anh. Tôi còn ghi lại ở đây này. Mời anh làm việc của tôi. Anh nói thế là vu khống, anh bật lại xem có chỗ từ tôi nói sai lạt không? Mời anh làm việc của tôi. Anh nói bật lại xem tôi có chỗ nào tôi bảo anh sai lạt không nhá. Anh bảo sai lạt. Xe bên lai cho anh thôi, mình kẻ đường thì xe bên lai thôi.